Sau khi nghe tên Kim Dusik từ miệng kẻ địch, Min Hyun lập tức nâng cao chế độ chiến đấu, tìm đến vị trí của thầy cho bắn tên đầu đinh bị thương, hắn liền nổ súng đáp trả cô. Jae-ok Jun cũng nghe được tiếng súng, nhanh chóng cùng Jong Jae-ok chạy đến kiểm tra, tên đó cũng không phải dạng vừa, tránh được vài phát đạn của Min Hyun. Hắn liên tục nả đạn, cô vội lao vào phòng thay đạn tiếp tục chiến đấu. Tên đó cũng nhận ra kẻ địch có siêu năng lực, là một đối thủ đáng gờm xém chút lấy mạng mình. Tự hào bản thân có khả năng thiện xạ mà không biết đối thủ ở trình độ cao hơn, Min Hyun tính toán đường đi viên đạn. Bắn thẳng vào vòi nước khiến đạn bật về hướng hắn ta. Tên đó né được liền đưa súng phòng thủ. Không ngờ Min Hyun đã lao đến phía đối diện, một phát giữa trán hạ kẻ địch một cách nhẹ nhàng. Thầy Choi và Ki Sư vội vàng ra ngoài, cô nhắc nhở hai người nhanh chóng rời khỏi. Y Hoan bảo Ki Sư ra khỏi trường ngay lập tức, còn mình lấy súng tên đó, chạy đi. Ki Sư định rời khỏi bỗng nghe tiếng ai đó trong phòng, tò mò đi đến nơi phát ra tiếng động. Hóa ra cô bạn hay quay phim đã ở đây, cô rất hoảng sợ không biết chuyện gì đang diễn ra. Trên đường Jae-ok Jun gặp Min Hyun đứng đợi ở dưới cầu thang, cô tìm đến hỏi tin tức về Dusik. Còn hắn chỉ quan tâm cô đã hạ bao nhiêu người. Min Hyun nhẹ nhàng thông báo giết được hai tên. Ánh mắt Jae-ok Jun trở nên tàn nhẫn. Bong Se-ok vẫn đang vật lộn với cái lưới chưa thoát ra được. Jun Hwa cảm thấy Hee-soo không tệ chứ Bong Se-ok chẳng ra làm sao. Tên đó nói Bong Se-ok rất giống với một kẻ mà mình quen. Đột nhiên hỏi cậu ấy có biết về người bố tên Kim Dusik không. Mọi chuyện trở lại năm 1994. Sau khi Dusik được giao nhiệm vụ bí mật sang Bắc Hàn, nơi đó được bảo vệ rất nghiêm ngặt, binh lính tuần tra thay phiên liên tục. Dusik bắt một tên lính tạo tiếng động khiến những người khác cảnh giác. Hai tên lập tức đến kiểm tra, bị Dusik kéo mạnh vào trong. Tên còn lại cẩn thận đi qua cũng có kết cục như vậy. Anh treo rất nhiều người lính trong bức màn, che giấu hành động của mình. Đúng lúc tên chỉ huy phát hiện không có người canh gác, một phát đạn bay đến bắn hắn bị thương. Tất cả các binh lính ồ ạt rơi xuống đất. Tên chỉ huy vẫn còn chút sức lực bấm nút khẩn cấp. Các binh lính như vũ bão tập hợp bao vây, nhưng anh vẫn bình tĩnh trước tình thế này. Họ liên tục bắn về phía Dusik, anh sử dụng khả năng bay né làm mưa đạn, bay lên không trung gọn gàng hạ binh lính Bắc Hàn. Không một ai có thể bắn chúng với tốc độ đó. Anh vẫn giữ khuôn mặt không biểu cảm, ngã thân mình hướng ra phía ngoài, chuẩn xác hạ vài tên, xoay một vòng bắn những tên còn lại. Trong vài giây hạ được vài chục người không đổ một giọt mồ hôi, còn dùng phản lực trực diện hạ thêm vài tên, xông thẳng vào bên trong bắn bị thương những binh lính cuối cùng. Với khả năng siêu đỉnh của anh, không người bình thường nào có thể ngăn cản. Xứng danh với đặc vụ đen của NIS, Dusik không hề giết chết ai. Tất cả đều chuẩn xác bắn vào những vị trí không nguy hiểm, mở cánh cửa hướng về phía phòng chủ tịch. Lúc này Jae-ok Jun là người duy nhất còn sót lại ở đây, nhưng chỉ một đòn tấn công của Dusik anh ta liền gục ngã, nhưng vẫn kiên quyết giữ chặt chân không cho anh ấy tiến vào trong. Hạ danh dự cầu xin Dusik đừng vào, Dusik nhắc nhở nên dành thời gian để cứu những người ngoài kia. Không làm khó Jae-ok Jun đi vào bên trong, Jae-ok Jun vừa nâng khẩu súng lên, một viên đạn xé gió bay đến cắt đứt ngón tay cầm súng. Dusik chần chừ nâng súng về phía chủ tịch Bắc Hàn đang nằm trên giường, nhưng trong khoảnh khắc đó, Dusik đã làm trái mệnh lệnh lặng lẽ quay lưng rời khỏi. Sau sự kiện ngày hôm đó, phía Bắc Hàn không thể ngồi im được nữa, họ cũng muốn có người siêu năng lực, ra lệnh cho Jae-ok Jun bằng mọi cách tìm được những người đó. Ông ta không hề tin tưởng Jae-ok Jun, còn cho đặc vụ Bộ Quốc phòng theo dõi hành động của anh ta, sợ Jae-ok Jun không đủ cứng rắn khi làm nhiệm vụ. Sự hy sinh là điều không thể tránh khỏi. Đến năm 1995, Bắc Hàn cũng tìm được một số người có sở hữu siêu năng lực chưa được khai phá. Họ phải trải qua bài kiểm tra cuối cùng để trở thành người lính ưu tú. Jae-ok Jun thông báo phía Nam Hàn đang ấp ủ nhiều âm mưu. Họ cần phải rút ngắn thời gian đào tạo người siêu năng lực, với châm ngôn thà chết vinh còn hơn sống nhục. Ra lệnh cho họ lập tức nhảy xuống vực sâu, tái sinh thành chiến binh vĩ đại của nền Cộng hòa, lấy danh nghĩa đất nước bảo vệ nhân dân. Tất cả binh lính đưa súng về phía họ, ép buộc mọi người nhảy xuống, ai cũng sợ hãi một đi sẽ không trở về. Jun Hwa lúc này cũng hoảng sợ không dám nhúc nhích. Jae-ok Jun ra hiệu tên có thể lực hạ lệnh xả đạn về phía họ, tàn nhẫn ép buộc những người đó nhảy xuống. Jae-ok Jun mang cảm xúc phức tạp tiến về phía vực sâu, một bên là lương tâm, một bên vì đất nước làm anh vô cùng dằn vặt. Jun Hwa là người đầu tiên sống sót trở lại. Anh ta đã bộc phát khả năng bay của mình, nhưng Jun Hwa không muốn đáp xuống đất. Anh không thể chấp nhận những người đào tạo cùng với mình đều chết hết. Bản thân chỉ muốn trở thành binh lính và sống hạnh phúc với gia đình. Jun Hwa tức giận khi họ quá tàn nhẫn hại bao nhiêu người chết. Jae-ok Jun cho rằng việc họ hy sinh trong quá trình huấn luyện được lưu tên vào trong danh sách vinh danh để đất nước biết ơn. Nhưng nếu chẳng còn mạng sống thì vinh danh có ý nghĩa gì? Jun Hwa chỉ muốn sống không có nguy hiểm, liền bị đe dọa là kẻ phản quốc. Họ lập tức đưa súng về phía Jun Hwa. Jae-ok Jun kiên nhẫn khuyên nhủ Jun Hwa hãy vì gia đình mà nghe lệnh, chạm vào yếu điểm khiến Jun Hwa đầu hàng.
Đến năm 2003, ngày đội SWAT bao vây gia đình Dusik, anh đã câu giờ để Min Hee-un cùng con trai chạy trốn. Sau đó Dusik bị bắt đưa đến trước mặt ông Jong-ju, anh quyết liệt từ chối quay lại Bắc Hàn thực hiện nhiệm vụ bí mật. Tên Sang-gu lập tức cảnh cáo Dusik nên an phận trong hoàn cảnh này. Tên cáo già liền đem việc vợ con ra đe dọa, ông ta nhất định truy lùng hết lần này đến lần khác, thách thức Dusik giết mình sẽ bị cảnh sát quốc tế truy nã. Phía Bắc Hàn cũng không để yên, cho rằng chính mình đang bảo vệ mạng sống của Dusik. Anh không hiểu tại sao người thực hiện nhiệm vụ phải là mình. Ông ta đơn giản cho rằng anh có kinh nghiệm trước đó dễ dàng thành công hơn. Giữa nhiệm vụ và chạy trốn cả đời, Dusik đã chọn đến Bắc Hàn lần nữa. Nhưng Bắc Hàn đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo. Khi Dusik xuất hiện, Jun Hwa vừa ló mặt bị Dusik bắn nghiêng cả người. Hắn cũng đáp trả khiến Dusik bị thương. Tên có thể lực đem xích lao đến lập tức trói chặt Dusik trên không trung. Jun Hwa đã mang áo chống đạn vì biết anh luôn bắn vào vị trí dưới xương sườn. Gặp lại Jae-ok Jun, hắn tức giận vì ngày hôm đó Dusik tha mạng cho mình. Đó là một sự sỉ nhục. Hắn đau đớn khi tất cả những người ở đó đều đã bỏ mạng. Nghe vậy Dusik buồn bã rơi nước mắt, anh cũng biến mất kể từ ngày đó. Jae-ok Jun phán đoán người trước mặt là vợ của Kim Dusik. Hắn chỉ nói đến việc anh ấy đến Bắc Hàn năm 1994, đột nhập vào phủ chủ tịch, khiến bàn tay mình mất đi một ngón, lặng lẽ bỏ tay vào trong túi áo, cố đánh lạc hướng Min Hee-un. Nhưng với đôi tai nhạy bén, cô liền phát hiện hắn ta đang lấy súng, bắn vỡ kính liền lao vào choảng nhau, Jong Jae-ok dính một viên đạn vào đầu gối. Đồng thời Min Hee-un cũng bị thương, cô đau đớn vội rời khỏi đó, nhưng vết máu để lại trên nền nhà vô cùng bắt mắt. Sau khi biết tên người bay là kẻ bắt giữ bố mình, lần đầu tiên trong đời Bong Se-ok vẫn nộ đến vậy, xé rách lưới sông đến tấn công Jun Hwa. Mặc dù bị đối thủ đánh bầm dập nhưng Bong Se-ok đã biết cách giảm tác động khi nhận đòn, lập tức sử dụng năng lực siêu giác quan lao đến kìm chặt hắn ta. Gọi tên Hee-soo làm cô cũng giật mình tỉnh lại, cảnh tượng Bong Se-ok đang nỗ lực chống chọi với kẻ thù làm Hee-soo khơi dậy tinh thần chiến đấu. Nhìn thấy quả tạ nghĩ đến trước kia thầy Choi từng hướng dẫn ném bóng, tương tự cách tung cú đấm, Hee-soo lập tức chuẩn bị tư thế kết hợp với sự tính toán của Bong Se-ok. Đưa hắn đến cho Hee-soo đập méo mặt, một màn tác chiến siêu tuyệt vời, thấy Gang-hun thở hổn hển ngồi đó. Hắn nghĩ lẽ nào mình tìm sai người, liền bị Gang-hun tấn công nhưng không đánh trúng, cậu ấy đuối sức cố chống đỡ được vài chiêu. Muốn bỏ chạy liền bị tên đó đuổi theo không tha, kém chút làm Gang-hun lãnh trọn cú đấm chí mạng. Jae-ok Jun theo vết máu đến bậc thang lại biến mất, lập tức chia nhau hành động. Nhìn vết thương của Jong Jae-ok khiến anh nhớ lại trong đợt kiểm tra khắc nghiệt đó, Jong Jae-ok là người thứ hai liều mạng leo lên trên. Jae-ok Jun vô cùng cảm động, một mình đứng ở phía trên liên tục cổ vũ tiếp thêm sức mạnh, giúp Jong Jae-ok thành công vượt qua bài kiểm tra. Còn Min Hee-un bị thương khá nặng, đổ rất nhiều máu, cô cắn răng chịu đau đớn, liên tục thay giấy để cầm máu vết thương, biết một mình không thể chiến thắng, gọi cho chiếc điện thoại để lại chỗ của Ju-won. Trong giây phút mệt mỏi đó, Ju-won đã quay về khoảng thời gian lưu giữ ký ức tốt đẹp với Ji-hee. Vết thương của anh cũng dần hồi phục. Min Hee-un nói tôi cần anh, họ phải bảo vệ tốt bọn trẻ. Ju-won chỉ xác nhận một chữ được, giúp cô vô cùng an tâm. Còn Ju-won cũng khập khiễng đứng dậy tìm kẻ địch. Jae-ok Jun tìm đến phòng điều khiển điện, xác nhận một đồng chí của mình đã ra đi. Sau đó hắn cũng tìm thấy thi thể của tên đầu đinh, ánh mắt đượm buồn cho sự hy sinh của họ. Lấy điện thoại nhắc tên trong cốp xe đeo kính đi vào trường. Hắn nhanh chóng nghe lệnh, thêm một tên với sức mạnh kinh khủng xuất hiện. Phía Zeman anh vẫn điên cuồng nhảy như tên lửa mạnh mẽ tiến về phía trường học. Bộ phận quản chế phát hiện Zeman đã vượt qua phạm vi cho phép. Họ không hiểu tại sao chỉ trong thời gian ngắn anh ta có thể di chuyển với tốc độ đáng kinh người. Thông báo cho cảnh sát và cục tình báo NIS khi tra rõ thông tin Zeman, Gang-hun vẫn đang liều mạng đánh trả đối thủ. Liền kích thích tên đó đấm liên tục vào bụng Gang-hun, tình trạng cậu ấy vô cùng tàn tạ đáng thương. Nhưng Gang-hun không khuất phục lao đến bị đánh gãy luôn cổ tay, nhìn thôi cũng biết đau đớn cỡ nào. Chúng ta có thể gọi Gang-hun là vua lì đòn, chỉ còn một tay nhưng ý chí sắt đá không chịu thua. Hắn muốn Gang-hun khai ra những học sinh có siêu năng lực khác. Yi-hwan chưa thấy mặt nhưng đã nghe tiếng vội vàng chạy đến, bắn một phát đạn về phía đó, cảnh giác tiến vào trong bị đá văng ra ngoài. Chắc thầy Choi sẽ được vinh danh là vua lì đòn số 2. Bị hắn níu áo tra hỏi về tập tài liệu vẫn không chịu mở miệng, Gang-hun nhân cơ hội nhặt khẩu súng. Đối thủ ném Yi-hwan bay đến làm hai thầy trò nằm gục trên sàn. Jae-ok Jun tiến vào trong căn phòng nơi Ki-soo và cô bạn đang trốn, cảnh giác đưa súng về phía hai đứa. Nhưng khi biết họ là học sinh, chỉ nhắc nhở hai đứa trốn thật kỹ. Jae-ok Jun không muốn giết những đứa trẻ vô tội. Zeman cũng đặt chân vào trong sân trường Jae-ok-jun. Tên có thể lực dùng Gang-hun đe dọa thầy Choi nói vị trí tài liệu. Trong lúc Gang-hun dường như sắp tắt thở, Zeman cũng tìm được con trai, đâm xuyên qua bức tường xuất hiện trước mặt họ. Thấy Gang-hun bị đánh bầm dập, Zeman không nói nhiều cho tên đó biết sức mạnh của mình.
hắn ta đã gặp được đối thủ xứng tầm. Zeman trong cơn phẫn nộ sức mạnh càng mạnh, không để hắn có cơ hội phản công. Trong lúc muốn bẻ cổ kết thúc trận chiến thì tên đó quật ngã Zeman, liền bị tung cước kết thúc vô cùng đẹp mắt. Dòng Zeok muốn tiến về phía Gang-hun thì Ju-won đã đuổi kịp, giận dữ cầm bình cứu hỏa đập vào mặt tên đó. Hai người không hề nói một chữ nào, cứ tao đánh mày mày đánh tao, coi thằng nào trâu hơn thì thắng. Đánh qua đánh lại rất đau đớn, nhưng so với những bên khác, tựa như cả hai đang tập thể dục nhịp điệu, giống trận đấu giữa người lùn và gã khổng lồ vậy đó. Ju-won chơi cũng mệt rồi, đánh cho hắn mê man luôn, nhưng Dòng Zeok còn sức đánh lại. Ju-won thấy chân hắn bị Min Hee-un bắn bị thương, tấn công vào đó tìm cơ hội đánh nát xương mặt vô cùng đáng sợ, cho hắn bất tỉnh, thời gian hồi phục sẽ lâu hơn. Còn Zeman đang điên cuồng đánh tên đó, thẳng tay ném ra ngoài cửa kính, hạ được một đối thủ đáng gờm. Gang-hun gượng dậy tìm bố. Zeman chợt nhớ đến năm xưa khi bỏ con trai ở nhà, làm Gang-hun buồn bã khóc lóc. Nghĩ đến mình không thể bảo vệ con trai chu toàn, Zeman đau đớn chạm vào những vết thương trên người Gang-hun. Cậu ấy nói mình không muốn rời xa bố nữa, bảo mình không sao, mong ông đừng tự trách. Ju-won phát hiện có kẻ lạ mặt xuất hiện, tên đó bắt đầu mở cửa sổ. Hai bố con Gang-hun cũng nhận ra nguy hiểm, kẻ đó tên Jae-seok. Tìm hiểu quá khứ của kẻ phản diện, năm 1984, hắn chỉ là đứa trẻ bị nhốt trong trại tập trung, suốt ngày phải ở chung với những thi thể, không biết là ngày hay đêm. Vì bố mẹ là kẻ phản bội tổ quốc, một đứa nhỏ vô tội phải bị giam giữ ở đây cả đời. Cũng mấy chục năm trôi qua, Jae-seok luôn dùng tay đập chết ruồi bọ để không bị cắn ngứa ngáy cơ thể. Nó luôn xuất hiện cùng với các thi thể trong phòng, cũng thông qua đó sức mạnh tay ngày càng mạnh hơn. Đến một ngày Dòng Zeok xuất hiện, ban đầu anh ta không hề nói một lời với Jae-seok. Đến ngày nọ Jae-seok cũng không chịu nổi nữa, muốn dùng tay đập vào mặt Tình Thanh Thản. Dòng Zeok bỗng mở miệng bảo anh đừng chết, họ nhất định phải sống sót. Hắn giang đôi tay đập vào nhau, một luồng sức mạnh xé gió bay thẳng đến tòa nhà đối diện. Ju-won lập tức muốn chạy qua phía đó, hắn liền đập tay tấn công Ju-won. May anh nhanh nhẹn tránh được tiếp tục chạy qua. Bỗng lúc này trần nhà rung chuyển dữ dội, hắn chơi thêm một phát đánh sập luôn cả tòa nhà. Ju-won xông về phía hắn bị đánh bay về nơi bắt đầu, phía bên kia sụp đổ kinh hoàng. Zeman và thầy Choi cố gắng chống đỡ bảo vệ cho Gang-hun. Bong Se-ok lo lắng khi thấy Hee-su bị thương khắp nơi, còn cô lại đau lòng nhìn khuôn mặt đầy máu của Bong Se-ok, liên tục bảo mình không sao. Nhưng Bong Se-ok vô cùng sợ hãi, dù gì cô cũng là con người, còn là người mình thích nữa. Hee-su nắm bắt trọng tâm câu đó, vui vẻ trách Bong Se-ok tỏ tình chẳng ra sao, miệng cười tươi bảo mình cũng vậy, hai cái đứa này sao mà đáng yêu thế không biết. Jae-ok Jun tìm đến phòng hiệu trưởng, biết tình hình bất lợi lập tức gọi Jun-hwa đến giúp đỡ. Jun-hwa bị đánh cũng hơi ê nhưng còn sức lực. Bong Se-ok nghe được họ nói về mẹ mình trở nên căng thẳng, Jun-hwa cảnh cáo họ không được theo đuôi mình. Bong Se-ok hét lớn làm Jun-hwa bắn tới. Hee-su vì yêu quên mình lao ra bảo vệ người thương. Ju-won nhìn vô cùng đáng thương nhưng tinh thần cực kỳ hăng hái. Jae-seok cũng đối sức sau vài phát đập tay, Ju-won cũng né được đòn tấn công từ hắn ta. Gang-hun không đành lòng để bố gánh vác mọi thứ, dùng cánh tay còn lại liên tục đấm vào tường tìm đường thoát ra. Zeman thương con trai khóc lóc xin cậu dừng tay. Cuối cùng Gang-hun cũng thành công phá vỡ tạo lỗ hổng để họ bỏ qua. Dòng Jae-ok tỉnh lại lập tức đi đến phía Ju-won. Jun-hwa cũng tăng tốc bay về phía trường học. Yudo đang chỉnh gương phát hiện ai đó bay trên trời, nhưng không biết chuyện gì đang xảy ra. Yudo tìm được sạc dự phòng mà Hee-su vào rơi, chạm vào biết tên hai đứa nhóc dễ thương đó. Bong Se-ok sợ hãi gọi tên Hee-su. Người ta đã đau rồi mà cứ lắc vậy, ai chịu nổi hả Bong Se-ok? Vết đạn may mắn ghim vào cánh tay của cô. Hee-su thản nhiên nói phát đó đau phết. Bong Se-ok thấy máu rất hoảng loạn. Hee-su nhắc đến mẹ mới khiến cậu tỉnh táo lại. Bong Se-ok lên dây cót bay đi. Lúc đầu cũng khá khó khăn nhưng chỉ một lúc sau, cậu liền dùng tư thế vung gai man mạnh mẽ bay đi. Ba người muốn nhanh chóng ra khỏi trường, nhưng Zeman muốn bảo vệ con trai đến cùng, chạy đến chỗ tên Jae-seok. Vua lì đòn Ju-won dùng tấm chắn ném về phía tên đó, tranh thủ hắn chưa có sức đập tay liền lao đến. Zeman phóng đến dứt điểm hắn ta. Ju-won cảm ơn Zeman vì con trai anh ấy cứu con gái mình. Zeman mỉm cười rất tự hào về Gang-hun. Với năng lực của Jae-seok, cần phải có một khoảng thời gian ngắn để tạo sức mạnh. Zeman có tốc độ kinh người là đối thủ của tên đó. Zeman bẻ gãy tay hắn để chặn các đợt tấn công. Min Hee-un cũng quay trở lại với cuộc chiến, chạm mặt tên siêu thể lực, tra hỏi về số lượng những kẻ còn lại. Cô có thể biến thành quái vật để bảo vệ con trai mình. Hắn tính rút mảnh gương định ném về phía Min Hee-un, bị cô tiễn đi gặp Diêm Vương luôn. Yudo trên đường trở về xém tí tông vào Hee-su, thấy cô bé trên người dính máu vội vã chạy đến trường. Yudo bất an lo lắng cho hai đứa cũng chạy theo. Ju-won và Dong Jae-ok vẫn tiếp tục trận chiến, nhưng lần này Ju-won yếu thế hơn bất tỉnh trước,
hắn lao đến muốn đánh Zeman bảo vệ bạn mình, bị những đòn tấn công mạnh mẽ của Zeman đánh không gượng dậy nổi. Zeus nhìn Rong Zeus nhớ đến quá khứ, khi Bắc Hàn muốn đưa anh ra ngoài để thực hiện nhiệm vụ, Zeus sợ tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đôi mắt không nhìn rõ do ở trong bóng tối quá lâu. Sợ hãi với ánh sáng, anh ta liên tục cầu xin họ để mình an phận ở đây. Chính Rong Zeus là người đến an ủi hắn, quen thuộc với giọng nói từng động viên mình trước kia. Zeus đồng ý nằm trong vali đi làm nhiệm vụ, cũng chính Rong Zeus cho hắn đôi kính đầu tiên, giúp bản thân không còn sợ hãi, vì để cứu người bạn duy nhất trong cuộc đời. Zeus nhắn nhủ Rong Zeus nhất định phải sống, nhảy qua cửa sổ. Xoay người giữa không trung đem bàn tay còn lại tác động trên mặt đất, một vụ chấn động lớn chưa từng có xảy ra, trong vài giây mặt đất sụp đổ phá vỡ một tòa nhà. Cảnh sát cũng nhận ra điểm bất thường, cô bạn khóc lóc chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Thầy Choi và Gang Hun cũng đoàn tụ với hai người. Kỹ sư bỏ qua khúc mắc trước kia đỡ Gang Hun rời khỏi trường. Vụ chấn động khiến Ju Won bị thanh sắt đâm xuyên qua, nhưng tay giữ chặt Zeman không buông. Chịu đau đớn gọi tên Zeman không có phản ứng, đành cắn răng ném anh ta an toàn lên trên. Ju Won hét lớn để Zeman tỉnh táo đến bên Gang Hun, anh vội vàng rời khỏi. Hai bố con nhanh chóng về nhà, còn Ju Won tự xử lý thanh sắt, lượng máu chảy ra từ miệng, vẫn bất chấp leo lên phía trên. Vừa mới ngẩng đầu lên có một viên đạn cắm thẳng vào mắt trái Ju Won. Chính tên Jun Hoa là kẻ cướp mất một con mắt của anh. Min Hyun đột nhiên từ mặt đất bắn đến khiến hắn giật mình, liên tục nổ súng làm cô phải chạy vào trong né làn đạn. Khuôn mặt Min Hyun không tránh khỏi sự mệt mỏi. Rong Zeok cố gắng cứu sống người bạn, nhưng Zeok khuyên anh nên rời khỏi đây, sống cuộc đời như người bình thường, trước khi chết được nhìn thấy tuyết xem như mãn nguyện. Rong Zeok cố gắng bò lên trên như trước kia, cơn đau mất đi Zeok khiến tâm trí anh hoảng loạn. Min Hyun nhanh chóng xác định vị trí Jun Hoa, lập tức bắn hắn bị thương. Cô khó khăn tránh khỏi sự quan sát từ trên cao của kẻ địch, bất lực không biết phải làm sao khi không còn đạn. Hắn hiên ngang đưa súng về phía Min Hyun. Trong giây phút đó bong xê ốc xông đến giữ chặt hắn ta. Min Hyun quên luôn đau đớn gọi tên con trai, tìm đường chạy lên sân thượng. Bong xê ốc nổi giận khi có kẻ dám động đến mẹ, ôm chặt Jun Hoa đấm liên tục vào mặt chút cơn phẫn nộ trong lòng. Dùng chiêu phản lực cũng bị hắn bắt bài. Yudo thấy bong xê ốc bị tên đó kèm chặt trên cao, tăng tốc độ phá tan cổng trường chạy vào trong. Bong xê ốc thông minh lợi dụng chiếc xe xông đến thoát khỏi trói buộc của Jun Hoa, làm xe của Yudo cố gấp liền bị lật. Ju Won sau cú sốc đã tỉnh lại, may viên đạn chưa xuyên qua đầu. Ju Won đưa ngón tay móc mắt trái chảy máu như nước lũ, không có thời gian nghỉ ngơi đứng lên kết thúc mọi chuyện. Bong xê ốc đưa mắt tìm mẹ, muốn trả thù cho Hisu, mẹ và cả chú người sấm, nhưng đứng trước khẩu súng, cậu không dám nhúc nhích. Min Hyun thở hổn hển leo đến nơi, đưa súng đe dọa Zeok Jun, thì thầm cầu xin con trai mau bay đi, mình có thể tự lo liệu. Hisu điên cuồng chạy đường tắt đến trường, không ngờ tông trúng Rong Zeok đang bỏ chạy. Thấy ông chú cao to bị thương khóc lóc thảm thiết, Hisu quan tâm hỏi thăm, nhìn những vết thương nghĩ chú ấy rất đau đớn. Rong Zeok quá buồn bã càng khóc dữ dội hơn. Hisu vội vã vẫn dành chút thời gian vỗ về kẻ to xác hay khóc, giống y chang Ju Won khi xưa. Yudo may mắn không bị thương, nghĩ đến đứa nhỏ bong xê ốc, anh tháo hết găng tay và vớ bước đến bình điện. Còn Zeok Jun biết rõ súng Min Hyun không còn đạn, cũng lấy súng mình hướng về phía cô. Yudo hấp thụ lượng điện khổng lồ, mái tóc trở nên xoăn tít. Đẩy sức mạnh đó cắt đứt cánh tay cầm súng của Jun Hoa, còn hạnh phúc tạo dáng Bung Gai Man mới chịu nghỉ ngơi. Zeok Jun ra lệnh cho Jun Hoa rời khỏi đây, anh có lý do để quay về bên gia đình. Ju Won tỉnh đến chưa gì đã ăn thêm phát đạn, còn khiêu khích thu hết đạn từ hắn ta. Nhưng khi đưa súng về phía bong xê ốc, ánh mắt Zeok Jun trở nên kiên định. Trước khi sang Nam Hàn, anh đã từng cãi lệnh cấp trên, không thể ra tay với bọn trẻ vô tội. Liền bỏ tay bắn súng thì Min Hyun và Ju Won lập tức phối hợp đánh Zeok Jun. Hắn chỉ muốn kết thúc mọi chuyện ở thế hệ bọn họ, còn lôi kéo Ju Won chết chung với mình. Min Hyun hỏi chồng mình còn sống không nhưng không có ai trả lời. Trước đó Zeok Jun chỉ muốn tiêu diệt cơ quan đầu não của Nam Hàn, nhưng cấp trên không chấp nhận. Biết phía lãnh đạo Nam Hàn như chuột chũi trốn kỹ vô cùng, họ không thể xác định vị trí. Zeok Jun không đồng ý để quá khứ suốt 50 năm qua lặp lại, hết đánh rồi giết chỉ mang đau khổ đến những người vô tội. Zeok Jun là người có lòng nhân đạo, nhưng lại phải nghe theo lệnh của tên cấp trên vô nhân tính. Để không phản bội tổ quốc, không làm trái lương tâm, Zeok Jun gỡ bỏ cánh tay của Ju Won, thả mình rơi tự do xuống nền tuyết trước khi ra đi. Điều anh hối tiếc là để những người vô tội bị kéo vào âm mưu của đất nước. Cảnh sát đến trường Jeong Won, Ji Sung đưa thẻ nhân viên cơ quan tình báo quốc gia, cho cảnh sát nói chuyện với sở trưởng không can thiệp vào chuyện này. Hisu vất vả chạy đến vội chạy xông vào trường. Min Hyun trách mắng con trai không nên đến đây,
nhận ra mẹ bị thương, Bong Seok hạ thấp người muốn cõng mẹ. Ju Won nhìn con rể tương lai vô cùng hài lòng. Min Hyun chợt nhận ra con trai đã khôn lớn, đã biết làm chỗ dựa bảo vệ mình. Hai người biến mất ngay sau đó. Thấy con gái chạy đến, Ju Won cũng tự hào khi Hee-soo đã trưởng thành. Năm 2019, lễ tốt nghiệp trường Jeong Won được tổ chức. Cô bạn và Ki-su tinh thần cũng tốt hơn. Thầy Choi vẫn dành một vị trí cho Bong Seok. Mặc dù cậu ấy không đến, Gang-won thuận lợi tốt nghiệp, mặt vẫn rất đẹp trai. Hee-su không biết từ khi nào thường xuyên nhìn lên bầu trời. Bây giờ chúng ta có thể đặt biệt danh Ju-won một mắt. Anh ấy ăn mặc lịch thiệp chúc mừng tốt nghiệp con gái. Bỗng Hee-su xin phép bố quay về phòng học lấy áo mưa. Còn Gang-won hạnh phúc ôm mẹ chụp ảnh tốt nghiệp. Lee-hwan chủ động đưa tài liệu của Hee-su cho Ju-won, đảm bảo an toàn nhất. Không biết kết quả sẽ thế nào nhưng điều đó khiến anh nhẹ nhõm hơn. Trường học có rất nhiều nơi phong tỏa cần sửa chữa. Nhìn vị trí của Bong Seok, Hee-soo cực kỳ nhớ cậu ấy. Bong Seok đã biến mất từ đêm hôm đó. Cô nhớ lại kỷ niệm với cậu ấy, ngày đầu tiên gặp nhau, khi Bong Seok giúp mình gập bụng, khoảnh khắc cậu ấy luôn kề bên cổ vũ, bật sáng đèn toàn trường chỉ để mình thấy đường chạy. Giây phút khiến trái tim của hai rung rinh. Ngày ngắm tuyết rơi cùng nhau, tất cả lần lượt ùa về. Hee-soo mở cửa tủ bỗng phát hiện áo mưa của mình đã biến mất, mỉm cười vui vẻ khi biết thủ phạm là ai. Jae-man cầm tấm bằng tốt nghiệp của con trai vô cùng tự hào và hạnh phúc. Gang-won chủ động tìm đến ông Jong-ju gia nhập NES, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ với điều kiện xóa bỏ hồ sơ tội phạm của bố. Khi đi ra ngoài, cậu chợt thấy Hee-won và bác bảo vệ Ji-sung. Hóa ra Hee-won là cấp trên của ông Jong-ju, cô ta sở hữu năng lực trẻ mãi không già. Trách mắng ông Jong-ju chẳng làm nên trò trống gì. Tại căn nhà trọ nào đó, Ju-won trên chiếc xe giao gà nhanh chóng rời khỏi. Phía trong hiện trường vô cùng đáng sợ. Tên Rae Hee-uk bị Ju-won xử lý do cái tật thích đi truy vết người khác. Một cái kết xứng đáng cho hắn ta. Jun-hwa trở về báo cáo nhiệm vụ thất bại. Hắn không hề thương tiếc những binh lính đã hy sinh. Sau khi Jun-hwa nghe được lý do hắn muốn có tài liệu về người siêu năng lực, chỉ để đào tạo ra những người như vậy, Jun-hwa theo lương tâm xử lý tên cấp trên khốn nạn này. Anh biết tất cả bọn họ, bao gồm cả tên có siêu thể lực, đều không tự nguyện tham gia nhiệm vụ. Jun-hwa vì gia đình và con cái mới đồng ý đặt chân vào âm mưu tàn nhẫn này. Jun-hwa đến nơi Du-sik bị nhốt, chủ động đưa khẩu súng và mở rộng cửa nhà giam, mong Du-sik không để con trai bị những kẻ khác lợi dụng. Trong đêm hôm đó, Du-sik lập tức giết chết ông Jong-ju, bắn xuyên cằm hắn lủng một lỗ lớn. Trước khi chết, ông ta còn sức chửi Du-sik là đồ khốn nạn mới chịu ra đi. Min Hee-un và Bong Seok chuyển đến nơi ở mới, cô vẫn giữ tên quán là thịt chiên xù Nam San. Sống bình lặng qua ngày, còn Jong Jae-ok làm ở tiệm gà của Ju-won. Chiên gà mà nhúng luôn bàn tay làm Ju-won bực bội. Ý mình là ông chủ chửi Jong Jae-ok xối xả. Hee-soo vừa đến liền nhắc nhở bố không được cằn nhằn với chú ấy. Ju-won bất lực với khuôn mặt hung dữ của Jong Jae-ok, luôn làm khách hàng sợ hãi. Hee-soo nhìn hai người đàn ông mạnh mẽ thích khóc mỉm cười vui vẻ. Hee-soo gợi ý Ju-won đổi tên tiệm thành cửa hàng gà rán an toàn nhất thế giới. Bỗng TV đưa tin một tòa cao ốc ở Seoul xảy ra hỏa hoạn. Có một người hùng biết bay mặc chiếc áo mưa màu vàng, lại lần nữa xuất hiện giúp đỡ những người bị mắc kẹt. Người đó được gọi là Yellow Man. Hee-soo mở vết thương duy nhất trên cánh tay, thầm cổ vũ Bong Seok ở phương xa cố lên. Yudo sau nhiều lần phá hoại vẫn giữ được công việc, anh sẽ tiếp tục chặn đường phía trước đưa đón các học sinh. Du-sik đứng giữa bầu trời quan sát sân thượng các tòa nhà trong thành phố, cuối cùng cũng tìm được vị trí có nền sơn màu tím. Rèm cửa cũng màu tím trông rất nổi bật. Anh dựa vào đó mà tìm được nhà của vợ con sau bao năm xa cách. Min Hee-un của chúng ta cũng quá tinh tế, luôn biết cách để Du-sik quay về. Bong Seok và Min Hee-un sững sờ vui buồn lẫn lộn. Gia đình họ đoàn tụ hạnh phúc bên nhau, mừng đến mức không thể nói lời nào. Hee-soo chăm chỉ phụ giúp bố giao hàng an nhàn ngày qua ngày. Ju-won cầm bức ảnh gia đình, nói với Ji-hee cái kết này anh cảm thấy có hậu. Sang-gu thay vị trí ông Jong-ju tiếp quản tổ chức. Cấp dưới vẫn là Won-gil. Tại một nơi nào đó, Frank vẫn còn sống nhưng tổ chức KIA không tra ra tung tích. Họ chuẩn bị cử người tên Elias đến. Phim Moving đến đây là hết. Chúng ta hãy mong đợi phần tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn ủng hộ kênh thời gian qua. Like và follow giúp mình nhé.